Chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện Motor Điện. Kênh video hàng đầu về các dòng sản phẩm làm xe 3-4 bánh, xe điện và xe xăng. Video hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn hai cái loại hệ thống lái để cho các bạn lựa chọn ưu nhược điểm và tại sao lại chọn loại này hoặc là loại kia. Thì sự khác biệt ở đây nó chỉ là phần thước lái và phần cầu trước thôi. Còn cái phần vô lăng này, phần cột lái là hoàn toàn giống nhau, mình tạm bỏ qua một bên. Ở đây là có hai hệ thống lái, một là hệ thống lái đơn và hai là hệ thống lái đôi. Hệ thống lái đơn là hệ thống lái dùng một thước lái như thế này, chạy qua hai bên bánh và lái thì gọi là hệ thống lái đơn. Còn hệ thống lái đôi là hệ thống lái đây, thước lái một đầu và được bắt với lại một đầu ngoài của cái cầu trước này, và dùng một cái cây lối chạy từ bên này qua bên này, là gọi là nó dùng hai thanh để kéo, cho nên gọi là thước lái đôi. Thì với ưu điểm và nhược điểm của từng thằng thì nó như sau. Đối với cái loại thước lái đơn, thì lắp đặt nó rất là đơn giản và nó phù hợp với tùy từng loại. Ví dụ như đối với những cái loại như dạng nhựa càng chữ A treo trước thì nó không thể dùng loại thước đôi được, nó chỉ sử dụng loại này thôi. Đấy. Còn đối với cái cầu thẳng như thế này thì có thể sử dụng thước lái đơn hoặc thước lái đôi tùy chọn. Nhưng đối với cái hệ thống thước lái đôi thì bắt buộc cái cầu trước là nó phải có hai cái lỗ như thế này, một lỗ và hai lỗ. Đấy. Thước lái đơn thì ưu điểm của nó như vậy, nó dùng được cho một số loại đặc biệt chỉ dùng nó. Thứ hai nữa là lắp đặt nó đơn giản. Thứ ba nữa là lái nó chắc lái hơn. Đấy. Là đối với hệ thống thước lái đơn. Còn đối với cái hệ thống thước lái đôi thì phải dùng một cái thanh rằng như thế này, từ bên này qua bên kia, và phải dùng một cái thước lái là bắt vào đây. Thằng này thì nó có ưu điểm duy nhất là cái vị trí với bố trí vô lăng nó rất là dễ, cho nên các bạn có thể làm xe mà phần đầu ở ngay đằng trước được. Vô lăng rất là dễ. Thì nhược điểm của nó thì lại ngược lại với cái thằng kia là nó rích rắc hơn, cho nên là các bạn làm phải chuẩn, chứ không nếu lái là nó sẽ không chắc. Thì khi mình bán ra thì mình sẽ mặc định là mình đưa cho khách hàng là hệ thống lái đơn. Còn đối với cái hệ thống lái đôi này, khách hàng là yêu cầu thì bên mình mới đưa, còn mặc định mình sẽ bán là hệ thống lái đơn. Đấy. Cái hệ thống lái đơn thì nó rẻ hơn một chút, nó rẻ hơn 50.000. Còn hệ thống lái đôi thì đắt hơn 50.000. Ở trong này mình không nói đến giá mà mình chỉ nói đến cái cách để các bạn lựa chọn, và hai loại hệ thống lái phù hợp tùy khách hàng lựa chọn. Và các bạn lưu ý là hệ thống lái đôi chỉ sử dụng cho một số trường hợp thôi. Còn ví dụ như với dùng càng chữ A hay là treo độc lập thì không sử dụng được cái hệ thống lái đôi này, mà chỉ sử dụng được hệ thống lái đơn thôi. Đây, hệ thống lái đơn. Đấy, chỉ sử dụng cầu thẳng thì có thể sử dụng được hai loại này. Cho nên khi đặt hàng là các bạn lưu ý hai vấn đề đấy. Và ưu nhược điểm thì mình đã nói rồi. Đặt loại nào là tùy khách hàng. Lưu ý, mình chỉ nêu về cách phân biệt như vậy thôi. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ. Hãy nhấn vào cái biểu tượng chuông để nhận được thông báo ngay khi có video mới ra. Mọi chi tiết liên hệ đặt hàng xin gọi điện số điện thoại 0983818955 hoặc là Zalo cùng số, hoặc là comment ở dưới video, mình sẽ trả lời về giá cả. Các bạn có thể xem ở ngay dưới phần mô tả. Chào các bạn.